Sao đi taxi đi, xe mày đâu? Tôi thôi, mày đừng hỏi đến nó nữa. Nó còn đi xe máy đến đây, thậm chí còn đi quay cũ nữa cơ. Lấy đâu ra chỗ để đấy? Mày đi xe máy đến đây á? Tao phục mày sát đất luôn đấy. Chúng mày thảo nào, Quỳnh nó thấy xấu hổ nó không đến là đúng rồi. Nó chỉ là một thằng nhân viên quẻ, đâu có thể sánh bằng con này được, đúng không mọi người? Này, tao cũng chẳng hiểu mày nghĩ cái gì mà vẫn còn yêu con thằng đấy. Tuấn theo đuổi mày bao nhiêu năm nay thì mày không để ý. Có khi mỗi đêm Tuấn ngủ còn nhớ về mày chứ, phải không Tuấn? Thì duyên số mà, với cả Thúy cũng rất là trung thủy. Ngày xưa tự hào lắm, bọn tao đâu sánh được với mày. Bây giờ mày cũng chỉ sách dép cho bọn tao thôi. Thằng Bền nó còn có lòng tự trọng, nó không đến đây. À đâu như ai kia, không biết xấu hổ. À mà vẫn dành như xưa ấy nhỉ. Chúng mày quá đáng lắm rồi đấy. Có gì mà quá đáng. Mày xem lại bản thân mày xem, có cái gì ngoài cái vẻ bề ngoài không? Đầu óc vẫn ngu như ngày xưa. Bọn tao có tiền thì bọn tao có quyền nào. Còn mày chẳng là cái thá gì mà lên tiếng ở đây cả. Chả cần nói đến tiền, bọn tao đều đến đây bằng xe, ô tô. Xe chồng tao, xe bố bố Nga tặng. Còn mày chắc chưa bao giờ được ngồi lên những xe hạng sang thế bao giờ đâu nhỉ? Thôi thôi đi mấy bà, đó thằng chồng nghèo thì đã quá nhìn đã ăn rồi. Tôi xin phép cả ngoài một chút. Mà đi luôn đi cũng được. Gọi cái gì mà gọi lắm thế? Họp lớp đông không em? Khi nào xong gọi để anh đến đón. Anh cút đi! Chỉ vì anh mà tôi bị chúng nó sỉ nhục đấy, anh có biết không? Sao vậy? Ai dám sỉ nhục em? Để anh! Chúng nó sỉ nhục tôi vì tôi phải đi con xe ghẻ của anh đấy! Con xe ghẻ! Anh có biết không? Cái gì nữa thế? Anh Tuấn đây mà. À, không có gì đâu ạ. Dạ vâng ạ. Dạ. Vâng, em chào anh ạ. Em, chúng ta đã lâu chưa? Nhanh lên, muộn rồi. Thôi thôi, từ bây giờ anh không phải đến đón tôi nữa đâu. Thì tôi đi bằng ô tô chứ bằng gì nữa. Mà anh nhìn tôi đi, một người như tôi thế này làm sao mà phải ngồi trên con xe ghẻ của anh thế? Chịu nắng, chịu gió, anh không thấy nhục à? Nhưng mà tôi thấy nhục lắm. Anh đang cố gắng mà. Cố gắng, cố gắng. Anh còn định cố gắng đến khi nào nữa? Tôi thật ngu xuẩn khi mà tin anh. Một thằng nhân viên quèn như thế thì biết bao giờ mới khá được. Hóa ra là mày à? Ngày trước đi học, mày học giỏi hơn tao. Tao bây giờ nhìn mày nghèo nàn rách nát thế. Hả? Mà con xe này mua ở đâu ấy? Đến lúc cho nó ra sắt vụn rồi đấy. Tuấn, cậu... Sao? Cậu tớ cái gì? Tao không quen cái loại nghèo kiết xác như mày nhá. Mày nhìn cái gì? Không cam tâm à? Không cam tâm ấy thì cố gắng đi. Được như tao này, xe sang, quần áo hàng hiệu, giàu có, hiểu không? Quan trọng ấy là tao chiều được người đẹp và cho người đẹp sung sướng, hiểu không? Ừ.
đây là chuyện riêng của tôi, Thúy. Cậu đừng có can thiệp vào. Mày không nghe thấy cô ấy vừa nói gì à? Bây giờ tao là người yêu mới của cô ấy. Nhìn lại mày đi, rẻ rách mà cũng đòi sánh thiên nga á. Mày không đi nhanh ấy, tao đâm nát cái xe của mày đấy. Thôi, anh không phải đuổi con với lại người như anh ta. Người gì đâu mà kém cỏi thì làm sao mà hiểu được đẳng cấp của những người như mình. Thúy, thế này là thế nào? Tình cảm của chúng ta bao năm nay? Tình cảm cái gì mà tình cảm? Vì cái thứ tình cảm đấy mà tôi phải ngồi trên con xe kẻ này biết bao nhiêu năm. Mà tôi nói cho anh biết, tôi không còn tình cảm gì với anh nữa. Anh mang cái thứ tình cảm thối tha ấy biến ra khỏi mắt tôi đi. Em thật quá đáng. Này, ai quá đáng? Mày không đi nhanh ấy, tao đâm nát con xe này nhá, cho đi sắt vụn luôn đấy. Mày có thể cầu xin tao, rồi tao cho mày đi nhờ. Dù gì cũng là bạn học cấp 3. Mà chắc gì mày đã được ngồi lên chiếc xe sang.